kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, vì chủ quan lơ là mà đôi khi chúng ta xuống xe ô tô rồi lại quên rằng vẫn còn con trẻ ở trên xe, từ đó dẫn đến những hậu quả khôn lường. Và dù việc em học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra tại Hà Nội vào năm ngoái, cùng một số vụ việc tương tự xảy ra sau đó là lời cảnh tỉnh cho người lớn chúng ta. Vì vậy, việc dạy trẻ những kỹ năng xử lý khi chẳng may bị bỏ quên trên xe ô tô là rất quan trọng. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đừng quên con, đừng bỏ con. Có lẽ là những lời kêu cứu trong lo sợ và tuyệt vọng của những đứa trẻ bị người lớn vô ý bỏ quên trên xe. Những hình ảnh đau lòng đó khiến chúng ta không thể quên được vụ án bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt 9 tiếng vào tháng 8 năm 2019. Thì mới đây, một bé trai 19 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc bị bố mẹ bỏ quên trên xe ô tô 3 giờ đồng hồ, dẫn đến việc bé bị hôn mê, sốt cao 41 độ C, co giật, được phát hiện và đưa đến bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh. Và trên thế giới, cũng đã không ít câu chuyện các bậc phụ huynh bỏ quên con trên xe, dẫn đến những cái chết đau lòng. Rất là đau lòng, rất là xót xa. Thật sự ra mình không nghĩ rằng những mầm non của đất nước mà bị bỏ quên một cách như vậy. Thật sự là nó rất là đau lòng. Rất là đau lòng, tại vì những đứa trẻ nó rất là còn nhỏ mà tâm tư duy của nó là không thể nào mà biết được nó phải làm cách gì khi nó nằm ở trên xe của một mình. Mình là người lớn mà mình trải qua cái vấn đề mà sinh tử thì mình còn có một cái sự đau lòng. Mình cảm giác mình rất là mệt mỏi, mà huống chi nó là những cái đứa trẻ. Nó là rất là cái đầu óc nó không có gì hết mà nó phải thoi thóp đợi chờ người ta đến cứu nó. Mà bây giờ nó chỉ có một mình nó để nó chống chọi hết mọi thứ. Cho nên là cảm thấy là mình là phụ huynh hoặc là mình là người trong gia đình, anh chị gì đó cũng phải bảo vệ những đứa trẻ đó, đừng bao giờ bỏ nó một mình như vậy, rất là tội nó. Sẽ chẳng có một bậc phụ huynh nào muốn bỏ quên con mình trên xe, cũng như không một giáo viên nào muốn chứng kiến học trò mình thiệt mạng trên ô tô. Và hơn bao giờ hết, người lớn phải luôn đặt mình vào đứa trẻ nếu bị bỏ quên và cầu cứu khi ở một mình trên xe để thức tỉnh bản thân mình. Và để không còn xảy ra những hậu quả đau lòng cho trẻ như vậy, hơn lúc nào hết, người lớn hãy trang bị một cách nghiêm túc cho trẻ những kỹ năng thoát hiểm cần thiết. Đầu tiên mà chúng ta nên trang bị cho trẻ, hướng dẫn cho trẻ cách đầu tiên khi bị mắc kẹt trên xe, đó là phải thực sự bình tĩnh. Vì khi mà cửa xe đã khóa lại và toàn bộ cửa đã đóng kín hết thì lượng oxy ở trên xe còn rất là thấp. Thì nếu mà trong trường hợp hoảng hốt đó, thì trẻ có thể tiêu tốn cái lượng oxy trên xe rất là nhiều. Nên giữ bình tĩnh và thực hiện theo những cách sau đây để thoát hiểm. Ra trên những dòng xe 16 chỗ hoặc là xe đưa rước học sinh, xe 24 chỗ thì những cái kiến phía bên hông này nhà sản xuất người ta thiết kế thường là được mở ra bằng tay. Thì mình có thể là hướng dẫn cho trẻ cách mở ra, bấm nút này và mở ra cửa ra đất ở nhà và có thể là thoát hiểm ra phía ngoài. Khi xe bị khóa lại thì có một số bộ phận trên xe vẫn còn hoạt động được. Thì chúng ta nên hướng dẫn cho trẻ nhận biết được những cái vị trí mà để sử dụng cái những chức năng này, ví dụ như là cái núm còi khi xe đã khóa thì cái núm còi vẫn còn hoạt động. Và cái thứ hai nữa là cái nút ưu tiên, cái đèn ưu tiên nhấp nháy, nút nó màu đỏ. Thì tất cả trên xe đều có trang bị những cái bộ phận này. Phụ huynh mà nhà trường nên trang bị trên xe những chiếc xe đưa đón hoặc là chiếc xe gia đình của mình những chiếc búa thoát hiểm như vậy. Thì mình có thể hướng dẫn trẻ sử dụng khi mà trong trường hợp khẩn cấp thì mình có thể là dùng chiếc búa này để đập vào những cái vị trí kiến ở trên xe. Thì tất cả những cái những kiến ở trên xe này nhà sản xuất người ta thiết kế đều có thể là vỡ vụn được ra thành từng mảnh, cho nên là không có sát thương cho bé.
Dạy trẻ những kỹ năng sống còn khi bị bỏ quên trong xe chỉ là một trong những cách đề phòng cuối cùng. Cái chính vẫn là ở người lớn, chăm sóc, yêu thương và nuôi con lớn từng ngày, thì hãy là một người có trách nhiệm với con cái của mình. Bởi chỉ cần một giây phút lơ là, bất cẩn hay vô tâm của người lớn cũng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của một đứa trẻ. Thế nên, người lớn ơi, đừng bao giờ quên con.